chúng tôi là câu lạc bộ Super Bee MDRT Nester. Mỗi Nester là một hạt giống MDRT và anh Nest luôn hoạt động hướng về MDRT, và điều đó như là một hệ tư tưởng đối với các Nester. Và mình luôn tự hào vì tại Nest các bạn rất nhiệt tình và tài năng, nhưng vẫn luôn cần có một sân chơi lớn và chính thức để có thể trao dồi kinh nghiệm cũng giống như giúp đỡ lẫn nhau để đạt được mục tiêu MDRT. Và câu lạc bộ Super Bee MDRT đã giúp mình thỏa lòng mong đợi. Những thành viên mới luôn được các thành viên cũ hướng dẫn, củng cố kiến thức và kỹ năng, nhưng quan trọng hơn đó chính là sự hỗ trợ về tinh thần. Những tấm gương trong câu lạc bộ MDRT đã truyền năng lượng và giúp cho các bạn vững niềm tin hơn để trở thành chuyên viên tư vấn tài chính giỏi mà điển hình là MDRT. Từ khi gia nhập câu lạc bộ, mọi người đã gắn kết nhau hơn rất nhiều. Mọi người luôn sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau. Những cạnh tranh tích cực đã làm động lực để mọi người làm tốt hơn công việc của mình. Cùng nhau phấn đấu, vượt lên chính mình, vượt ra khỏi vùng an toàn, cùng nhau chạm đến danh hiệu MDRT. Một người tốt thôi là chưa đủ, cả team cùng phát triển và đi lên mới là định hướng của chúng tôi. Khi trở thành một trong những đội trưởng của câu lạc bộ Super Bee MDRT tại Nest by AA với mục tiêu xây dựng lực lượng MDRT cho toàn AA Việt Nam, tôi ý thức được rằng bản thân của mình là một người anh cả của toàn team. Thứ nhất sẽ giúp cho các bạn chia sẻ về kiến thức, kỹ năng, giúp cho các bạn tự tin hơn khi gặp gỡ khách hàng của mình. Song song đó sẽ có những định hướng giúp cho các bạn có những chiến lược phù hợp để hoàn thành KPI của mình không những đủ mà còn sớm hơn. Và cuối cùng đó là để giúp cho các bạn vực dậy tinh thần trong những lúc thử thách khó khăn của công việc, giúp cho các bạn bảo toàn được năng lượng tích cực. Kiên định với mục tiêu MDRT đã đặt ra từ đầu năm. Các hoạt động tại câu lạc bộ MDRT Super Bee sẽ giúp cho các bạn thành viên cứng cáp hơn trong nghiệp vụ chuyên môn, tự tin hơn khi gặp gỡ các khách hàng, và từ những cá nhân tốt đó sẽ xây dựng nên một hình ảnh thật là chuyên nghiệp, thật là chất lượng của Nest by AA trong lòng khách hàng và thị trường bảo hiểm. Từ đó cũng sẽ giúp cho những cá nhân tài năng bên ngoài có cơ hội được tìm hiểu và phát triển một sự nghiệp lâu dài tại Nest by AA. Điều tôi quý nhất khi được sinh hoạt trong câu lạc bộ mà tất cả các thành viên đều là MDRT, cùng nhau lan tỏa ngọn lửa MDRT để bứt phá, vượt qua giới hạn của bản thân mình. Câu lạc bộ Con Ong đã tiếp sức để tôi thực hiện sứ mệnh của chính mình, tiên phong xây dựng đội ngũ chuyên viên hoạch định tài chính chuyên nghiệp tại thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam. Nhiệt huyết, máu lửa, năng động. Các Nester tài năng luôn hướng đến MDRT, vì vậy chúng tôi gia nhập câu lạc bộ Super Bee MDRT.